Ngày 6 tháng 2, Công an quận Thanh Khê Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa đường dây cung cấp ma túy dạng nước biển cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 2, Công an quận Thanh Khê tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế quận thông báo có 6 học sinh thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 2 Đà Nẵng bị ngộ độc do sử dụng dung dịch chứa chất màu và nghi là ma túy. Số học sinh này đã được cấp cứu kịp thời. Lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhanh chóng làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát ma túy đã bắt giữ hai người gồm Mai Hà Quỳnh Chi, 27 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng và Trần Thanh Hiền, 29 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cơ quan công an thu giữ tang vật là 10 chai dung dịch chứa chất màu vàng, nghi là ma túy nước biển. Tiếp tục mở rộng điều tra, đến 17 giờ, trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê Đà Nẵng, các trinh sát bắt quả tang Võ Thái Huy, 19 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, thu giữ hai chai dung dịch nghi ma túy nước biển. Sau đó bắt giữ thêm Lê Vinh Quang, 19 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, thu giữ 3 chai lớn và 22 lọ dung dịch tương tự. Từ lời khai và các tài liệu điều tra xác định thân Hoàng Vĩnh Long, 23 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng là tổng đại lý cung cấp ma túy cho nhóm trên. Tiến hành kiểm tra chỗ ở của người này, cảnh sát thu giữ thêm 16 chai lớn chứa dung dịch nghi là ma túy nước biển. Cơ quan công an đang vận động Long ra đầu thú.